Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel, mình là Minh Thư. Các bạn thân mến, nếu như trước đó Duy Anh đã có một bài khui hộp về chiếc Meizu M3S và được các bạn hưởng ứng rất là nhiệt tình, thì ngày hôm nay Thư sẽ tiếp tục khui hộp một sản phẩm nữa cũng đến từ Meizu. Vâng, đó chính là chiếc M3 Note. Không khác gì so với M3S trước đó thì đây vẫn là một chiếc hộp màu trắng tinh tươm có thiết kế đơn giản. Các cạnh bên thì là thương hiệu Meizu, phía sau là các thông tin cơ bản của máy và nhà sản xuất. Và dĩ nhiên điểm khác biệt duy nhất trên chiếc hộp này đó chính là tên của sản phẩm Meizu M3 Note. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra thôi các bạn ạ. Wow, và đây là chiếc máy của chúng ta, Meizu M3 Note màu bạc trông khá là sang trọng. Kế tiếp chúng ta sẽ nhìn thấy que chọc sim Flyme quen thuộc, sách hướng dẫn sử dụng, một cáp sạc, một cục sạc và không có tai nghe đi kèm. Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn thấy sản phẩm này đó chính là đẹp, bắt mắt và giống với một sản phẩm nào đó mà Thư nghĩ rằng chắc các bạn cũng biết rồi. Meizu M3 Note thì được tạo nên từ một ngôn ngữ thiết kế chung của các dòng sản phẩm Meizu hiện nay, như là kim loại nguyên khối với bốn cạnh và các góc bo tròn mềm mại, máy tương đối mỏng và nhẹ với kích thước 153,6 x 75,5 x 8,2 mm, trọng lượng 163 g, và cảm giác mẹ máy mang đến cho chúng ta đó là sang trọng, không thua gì các dòng cao cấp. Lật lên mặt trước sẽ là màn hình 5.5 inch được làm cong 2,5D trong quyến rũ và đẹp mắt. Ở phía mặt trước này thì chỉ có duy nhất một phím cứng, đó chính là phím Home kim cảm biến vân tay, được mạ kim loại sáng loáng xung quanh. Và đây cũng chính là điểm nhấn cho toàn bộ mặt trước của sản phẩm này. Tuy nhiên cảm biến vân tay có trên Meizu M3 Note không phải là loại một chạm mở khóa liền, mà chúng ta phải bật sáng màn hình thì mới có thể thực hiện quét vân tay được. Tương tự như với M3S thì phím Home có thể tùy biến được nhiều chức năng khi mà sử dụng. Ví dụ như là chạm nhẹ để bắt về các thao tác trước đó, chúng ta bấm vào để trở về màn hình Home, cũng như là vuốt từ dưới lên để mở giao diện đa nhiệm, vô cùng thuận tiện luôn. Rất là nhiều những tính năng được tích hợp trong một cái phím Home này. Phía trên sẽ là camera 5 megapixel, loa thoại và cảm biến. Cạnh phải là vị trí của phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng, được thiết kế nằm ở trong một cái rãnh riêng. Và cảm giác của Thư khi mà sử dụng những cái phím bấm này thì chơi độ nảy khá tốt. Cạnh trái là khay đựng sim và thẻ nhớ mở rộng. Phía trên là jack tai nghe 3.5 và mic chống ồn. Bên dưới là cổng micro USB và hai giải loa đối xứng. Tuy nhiên chỉ có bên phải là loa thật. Mặt lưng thì phẳng và được thiết kế đẹp. Theo lời nhà sản xuất thì Meizu M3 Note được sở hữu lớp vỏ làm bằng kim loại với vật liệu được sử dụng là nhôm series 6000. Đây vốn là vật liệu thường xuyên được sử dụng trên những chiếc flagship hiện nay. Cho nên cảm giác cầm máy vào khá là mát tay, sướng, chắc chắn, không hề bị cấn và hạn chế bám bẩn tốt. Nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy được hai cái đường diamond kết sáng bóng của máy chia cái mặt lưng ra làm 3 phần. Một camera chính 13 megapixel ở chính giữa, flash led kép 2 tông màu và tên thương hiệu Meizu. Nhìn chung thì thiết kế của Meizu M3 Note khá đẹp. Các chi tiết nhỏ như là phần viền màn hình nè, các nút bấm, lỗ loa hay là jack tai nghe đều được hoàn thiện một cách khá cẩn thận và tinh tế, cứng cáp và không hề mang đến cảm giác ọp ẹp hay là rẻ tiền chút nào. M3 Note được trang bị một màn hình IPS 5.5 inch với độ phân giải Full HD, và Thư nghĩ rằng đây là độ phân giải rất hợp lý đối với nhu cầu của người sử dụng hiện nay cũng như là mức giá thành của chiếc điện thoại này. Với màn hình này thì sẽ mang đến cho chúng ta một cái góc nhìn tốt, độ chi tiết, độ nét của hình ảnh thể hiện ổn, trung thực và màu sắc tươi sáng. Tương tự như M3S thì thiết bị này sử dụng giao diện Flyme OS 5.1 do Meizu phát triển dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 5.1, và nếu như được nâng cấp lên 6.0 thì là quá tốt luôn. Nói về cấu hình thì M3 Note được trang bị bộ vi xử lý Helio B10 xung nhịp 1.8 GHz, và nó có tới hai phiên bản, đó là 2 GB RAM 16 GB bộ nhớ trong, hoặc phiên bản 3 GB RAM 32 GB bộ nhớ trong, và bộ nhớ ngoài thì có thể mở rộng lên tới 128 GB. Nhìn chung thì máy có thể hoạt động với nhiều tựa game nặng mà không phải lo lắng về hiện tượng giật lắc. Nói về pin thì máy sở hữu viên pin dung lượng lớn là 4100 mAh, và nếu như đa phần chúng ta chỉ sử dụng vào các mục đích phổ thông thông thường như là chụp ảnh, lướt web, truy cập mạng xã hội, nghe nhạc, xem phim thì Meizu M3 Note có thể duy trì thời gian sử dụng tốt. Nói về camera thì bộ đôi camera trước và sau có thông số lần lượt là 5 megapixel và 13 megapixel. Camera chính của M3 Note có khẩu độ f2.2 với khả năng tự động lấy nét theo pha, được hỗ trợ đầy đủ các tính năng như trên các máy cao cấp của hãng, bao gồm cả macro, slow motion, panorama hay thậm chí là thiết lập toàn bộ các thông số bằng tay. Và theo mình sử dụng thì em ấy cho cái tốc độ chụp hình khá, nói chung là ổn. Camera phụ 5 megapixel có khẩu độ f2.0 cùng các tính năng làm đẹp khuôn mặt mà chúng ta có thể tùy chỉnh để cho ra những bức ảnh selfie lung linh nhất. Trên đây là bài mở hộp chiếc Meizu M3 Note, một sản phẩm có thiết kế nguyên khối đẹp, sang trọng, cấu hình ổn và có cảm biến vân tay, cũng như là pin dung lượng lớn 4100 mAh và bộ đôi camera chất lượng. Dĩ nhiên điều duy nhất mà chúng ta quan tâm đó chính là giá bán của máy như thế nào thôi, phải không ạ? Và các bạn nghĩ như thế nào nếu như chiếc Meizu M3 Note này sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam trong thời gian tới? Hãy comment bên dưới cho Thư biết nhé. Và Thư cũng không quên nói một câu quen thuộc với các bạn, đó chính là nếu video hữu ích, các bạn đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube FPT Shop Channel để nhanh chóng cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.